Hôm nay thì em Nhung nhận được một cái tin vui và cực vui từ một cô khách hàng mà trước đây cô bị mất ngủ lâu năm, đã sử dụng rất là nhiều loại thuốc tây đông y này và đã sử dụng thuốc ngủ với cái liều lượng rất là cao để có thể cải thiện cái tình trạng mất ngủ của mình. Tuy nhiên mà sau khi dùng thì cô vẫn thấy không cải thiện, và được vừa rồi khi mà đi kiểm tra đi khám, cô thấy rằng men gan của mình tăng nhẹ và cơ thể của mình ngứa ngáy thì đã mua một cái liệu trình cao an xoa là 3 hộp về trải nghiệm. Bởi vì mới đầu rằng em Nhung nói với cô rằng là cao an xoa có thể cải thiện giấc ngủ, nhưng mà nó sẽ khắc phục theo cái chiều hướng, đó chính là dần dần và từ từ, bởi vì cái căn bệnh mất ngủ của cô đó nó đã hình thành cái thói quen rồi thì mình để thay đổi nó thì cần phải có thời gian. Và nhưng mà trước hết, khi mà cô chưa cải thiện cái giấc ngủ của mình thì cô có thể hỗ trợ gan của mình nó hoạt động cũng như là đào thải tốt hơn, bởi vì sau 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời gian gan của chúng ta cần phải nghỉ ngơi, cần phải bài độc, nhưng mà cô lại bị mất ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng cũng như là tạo áp lực lên cái chức năng gan của mình rất là nhiều. Nhưng sau khi mà nghe em Nhung tư vấn thì cô đã quyết định là mua 3 hộp gel an xoa này về trải nghiệm trong vòng 1 tháng. Và hôm nay thì cô có phản hồi cho em Nhung rằng là gì ạ? Cô thấy giấc ngủ của cô cải thiện rất là rõ rệt, cô không còn cảm thấy là bị mệt mỏi mỗi khi sáng dậy này, và cái tình trạng ngứa ngáy của cô đã giảm đi rất là nhiều. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Và hôm nay cô lại quay lại và nhắn em Nhung là gửi tiếp là 6 hộp cao an xoa tương đương với 2 liệu trình. Nên mà em cũng mong muốn chia sẻ với tất cả các anh chị chúng ta, với cao an xoa, một trong những cái hiệu quả rất là dễ dàng chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là cái công dụng giúp chúng ta có thể ngủ ngon, sâu giấc và cải thiện giấc ngủ rất là tốt. Nên mà cô bác anh chị nào chúng ta cũng đang gặp các tình trạng về giấc ngủ của chúng ta, ngủ sâu giấc này hay bị trằn trọc, bị thức đêm và sáng dậy chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, uể oải, tinh thần làm việc của chúng ta không được cao, thì mọi người hãy thử trải nghiệm cái sản phẩm này bên em nhé. Trước hết nó có thể là chưa giúp anh chị cải thiện được cái giấc ngủ, nhưng nó có thể khắc phục các tình trạng về cái hệ tiêu hóa, bởi vì mất ngủ lâu ngày thì chắc chắn chúng ta ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta rất là nhiều. Và đặc biệt khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào thuốc ngủ thì nó ảnh hưởng tới gan thận của chúng ta, cứ một cái vòng luẩn quẩn như vậy thì nó sẽ kéo theo sức khỏe của anh chị sẽ đi xuống rất là nhanh. Nên mọi người muốn cải thiện thì hãy sử dụng cái sản phẩm cao an xoa hoàn toàn từ những cái thảo dược, sẽ giúp anh chị phục hồi lá gan, phục hồi nội tạng cũng như là phục hồi cái giấc ngủ của chúng ta, cải thiện cái giấc ngủ rất là rõ rệt. Chỉ ít nhất là sau một liệu trình anh chị có thể cảm nhận rất là rõ. Tuy nhiên sau khi uống cao từ 2 ngày đến 3 ngày là mọi người đã cảm thấy là nó có sự thay đổi nhẹ rồi đã. Xin chúc anh chị có một ngày thật là tuyệt vời anh chị nhá. Xin chào mọi người ạ.